Ít ai biết rằng những hãng xe ô tô lớn như BMW, Hyundai hay Nissan đã từng sản xuất và bán ra thị trường những mẫu xe độc đáo này. BMW E-Setter khởi đầu với bản 250/300 ra mắt năm 1955 và tiếp nối bằng 600 ra mắt năm 1957. E-Setter là thử nghiệm đáng chú ý đầu tiên của BMW ở phân khúc xe cỡ nhỏ giá bình dân. Chiếc E-Setter của BMW được cấp giấy phép để sản xuất dựa trên ý tưởng của một số nhà sản xuất ô tô đến từ nước Ý. Và từ năm 1955 đến 1962, BMW đã cho ra đời đến hơn 160.000 chiếc E-Setter. BMW E-Setter rất được ưa chuộng khi được mở bán chính thức từ năm 1955 đến năm 1962. Chiếc xe này độc đáo ở chỗ cánh cửa được mở ra từ phía trước và được trang bị với hai chỗ ngồi cùng động cơ từ 12 đến 13 mã lực. BMW E-Setter chỉ có tốc độ tối đa 53 dặm một giờ, tuy nhiên trong một số trường hợp, nó vẫn có khả năng tăng tốc lên 83 dặm đầy ấn tượng. Pin V50. Thập niên 1960, lịch sử sản xuất xe hơi thế giới ghi nhận chiếc pin V50 là mẫu xe nhỏ nhất, với chiều dài chỉ 137cm, rộng 104,1cm, nặng 59kg. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa có chiếc xe nào vượt qua. Pin V50 được thiết kế có 3 bánh và 1 cửa, trang bị động cơ 49cc, hộp số sàn 3 cấp, không có số lùi. Vì vậy, để lùi xe, tài xế phải ra khỏi buồng lái, kéo xe từ phía sau. Tốc độ tối đa của pin V50 khoảng 61 km/h. Không gian bên trong xe chỉ vừa chỗ cho một người lớn ngồi. Giai đoạn đầu, Pin Engineering chỉ sản xuất 50 chiếc pin V50. GM Firebird. Ý tưởng kết hợp giữa phi thuyền và ô tô đã khiến General Motors đầu tư cho ra đời mẫu Firebird EXP21 vào năm 1953. Đây là chiếc ô tô có tuabin chạy gas đầu tiên được đưa vào sản xuất và chạy thử nghiệm. Firebird từng đạt tốc độ 160 km/h trong các thử nghiệm. Dù không sản xuất đại trà, GM vẫn chế tạo thêm 3 phiên bản khác của Firebird cho đến cuối những năm 1960. Ferrari 512S. Ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 1970, chiếc concept Ferrari 512S Modular ra đời nhằm mục đích khảo sát thị hiếu của khách hàng. Với mục đích đó, 512S Modular có thiết kế mang cảm hứng từ chiếc đĩa bay trong những bộ phim viễn tưởng. Thân xe dẹp và dài, các vòm bánh xe che hơn 1/2 chiều cao bánh xe và phần mui xe cửa, kính chắn gió trượt ra phía trước để mở cửa là những điểm gây ấn tượng trên chiếc concept này. Ferrari 512S Modular được trang bị động cơ V1 2.0L sản sinh công suất 550 mã lực. Ở những năm 1970, hiệu suất của 512S Modular thật sự đáng sợ. Tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 3,1 giây và tốc độ tối đa 354 km/h. Nissan X-Cargo. Nissan X-Cargo trông giống xe chở hàng nhưng thực tế là nó quá nhỏ, nên chẳng chở được gì đáng kể. Nissan X-Cargo được sản xuất trong 3 năm, với tổng sản lượng 8.000 chiếc. Được phát triển từ Citroen 2CV, mẫu Nissan X-Cargo ra mắt tại triển lãm ô tô Tokyo vào năm 1989, nhưng không mang thương hiệu Nissan. Xe dùng động cơ i4 1.5L E15 kết hợp với hộp số tự động 3 cấp. UAP Ian Cooper. UAP Ian Cooper là mẫu xe được tạo ra để gây sự chú ý. Và điều vô lý nữa phải kể đến là mẫu xe màu xanh kỳ quái, xấu xí này được định giá 1,1 triệu USD. UAP Ian Cooper được chế tạo bởi tiến sĩ Cambis UAP Ian, lần đầu được giới thiệu tại La Auto Show 2013. Thậm chí, vị tiến sĩ này tỏ ra tức giận và dọa kiện những nhà báo nói chiếc xe của ông là xe xấu. Cadillac TechFunction. Các nhà thiết kế xe hơi tại Franco Sparrow tiết lộ mẫu concept của mình tại Thụy Sĩ vào 1978. Cadillac TechFunction được xây dựng dựa trên thân và khung gầm chiếc Cadillac Eldorado. Xe sử dụng động cơ V8, 8.2L, dài hơn 6m. 23 trong số 25 chiếc đã được bán cho khách hàng. Trong xe có 4 ghế bành, 2 điện thoại, màn hình TV CRT rất lớn, tủ lạnh, bàn gấp và sàn gỗ. Sparrow Autobau. Chiếc xe này là sáng tạo bậc thầy của nhà thiết kế xe hơi lập dị Franco Sparrow. Sparrow Autobau được mệnh danh là xe xấu nhất thế giới từng xuất hiện. Phần đầu Sparrow tương tự như dao cạo 12 lưỡi của Gillette. Chiếc xe này được thiết kế để tưởng nhớ tay đua Thụy Sĩ Franzlin H. Sparrow Autobau lần đầu xuất hiện tại Geneva Motor Show 2010. Cùng với ngoại hình kỳ quặc, kính chắn gió, cửa trước hoàn toàn phẳng, thiết kế vay mượn nhiều từ Lamborghini Gallardo. Xe sử dụng động cơ V12 của Ferrari khiến nó thành mớ hỗn độn. Honda Fusacho. Honda Fusacho, thành phố không ngủ được thiết kế với mục đích quảng bá cho thương hiệu Honda. Nó được mô tả là phục vụ những buổi tiệc tùng về đêm.
Trong xe có rất nhiều loa, một bàn xoay và 4 chỗ ngồi. Fuga cho được giới thiệu tại Tokyo Auto Show 1999 và bị chế nhạo giống như chiếc hộp.